Xin kính chào quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, do ảnh hưởng của hàn lưu bão số 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Tại khu vực đất liền, lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc có cường độ ổn định, sau đó sẽ suy yếu dần. Vào khoảng ngày 10 tháng 12, áp cao lạnh có khả năng được tăng cường trở lại và từ ngày 13 thì sẽ suy yếu và di chuyển ra phía đông. Các tỉnh miền Nam nằm ở dìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió đông bắc có cường độ trung bình. Sau đây xin mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng trong đêm nay và ngày mai như sau. Tại các tỉnh Tây Bắc, có nhiều mây, mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 19 đến 22 độ, độ ẩm trong không khí từ 80 đến 95%. Khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trên z, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 11 đến 13 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 19 đến 22 độ, độ ẩm từ 80 đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng nhiều mây, có mưa nhỏ với gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trên z, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 19 đến 21 độ, với độ ẩm trong không khí từ 80 đến 90%. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 21 đến 24 độ. Phía Nam có nơi từ 25 đến 27 độ với độ ẩm từ 70 đến 80%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa với gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ với độ ẩm từ 70 đến 80%. Thưa quý vị và bà con, chưa bao giờ người dân của Quảng Ngãi lại nhắc nhiều đến biến đổi khí hậu như bây giờ, bởi đã sắp qua ngày 23 tháng 10 âm lịch, thời điểm các tỉnh miền Trung thường hết mưa lũ. Nhưng tỉnh này vẫn chưa có trận mưa lớn nào, khiến cho sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn. Trong khi thời điểm này mỗi năm, tỉnh Quảng Ngãi phải gồng mình chống chọi với mưa lũ, hồ đập liên tục phải xả nước, thì năm nay mực nước trên các ao hồ sông suối đều bị cạn kiệt. Toàn tỉnh có 117 hồ lớn nhỏ với tổng dung tích chứa nước là 112 triệu mét khối, nhưng bình quân mới đạt khoảng 63%. Đã cận kề thời điểm xuống giống vụ đông xuân, nhưng trên những cánh đồng của Quảng Ngãi không có một giọt nước. Cỏ dại, lúa chết, màu xanh um tùm và nạn chuột phá hoại rất dữ. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát động toàn dân ra quân diệt chuột và chỉ đạo Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư trích 100 triệu đồng để mua thuốc diệt chuột sinh học cấp cho các địa phương. Với kế hoạch sản xuất 37.023 ha lúa vụ đông xuân, thời gian tới không có mưa thì khả năng cuối vụ sẽ xảy ra hạn hán tại một số vùng cuối kênh. Do vậy mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã chỉ đạo các địa phương xuống giống tập trung, sử dụng các giống chung và ngắn ngày có khả năng chịu hạn cao, tận dụng nguồn nước mặt, nước nguồn để tưới, áp dụng các biện pháp tưới luân phiên, tưới ướt ráo, đào ao, đóng giếng chữ nước, chuyển đổi một số diện tích có nguy cơ hạn hán sang cây trồng cạn. Chuyển sang vùng cao Tây Nguyên, Tại đây, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa với gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 27 đến 30 độ, với độ ẩm trong không khí từ 50 đến 60%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và rông ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất là khoảng 31 đến 34 độ, với độ ẩm từ 60 đến 70%. Thưa bà con, tỉnh Sóc Trăng có hơn 2.000 hecta cam sành, chủ yếu tập trung tại huyện Kế Sách. Do tập quán trồng dày, sử dụng cây sống trôi nổi, chỉ sau vài vụ thu hoạch thì vườn cam không còn cho năng suất cao. Để khắc phục tình trạng trên, Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản phối hợp với 5 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Sóc Trăng xây dựng các vườn mô hình trồng cam sành ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới. Theo đó, thì mô hình đã thành công trong việc quản lý bệnh vàng lá gân xanh bằng các kỹ thuật bao gồm việc sử dụng cây giống sạch bệnh, trồng sen ổi trong vườn cam để xua đuổi dày trồng cánh, tác nhân truyền bệnh vàng lá gân xanh, trồng cây chắn gió để hạn chế sự xâm nhập dày chống canh vào vườn, trồng cây giống vào thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 dương lịch để né dày, sử dụng thuốc hóa học an toàn và hợp lý. Qua khảo sát thực tế thì tại các vườn mô hình vào thời điểm 24 tháng sau khi trồng thì cây phát triển rất xanh tốt, đường kính tán cây đạt trên 2 m và tán lá phân bố đều, năng suất lứa đầu đạt khoảng từ 20 đến 30 kg một cây và hứa hẹn năng suất ngày càng cao theo tuổi cây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!